I'm gonna love you. Trời ơi, con gì còn trẻ măng mà. Sáng phụ quán phải không? Hả? Sáng phụ quán. Vậy cắt bông lên, cắt bông ha bác bảy. Lên, lâu lâu lên cắt bông bảy chơi rồi. Uống nước rồi, rồi chơi. Dạ. Bông lâu lắm mà không cắt á. Tết này hả? Lâu rồi à. Ơi lên tùm lum hết trơn ha. Để dù mình để lâu cái mình cắt lại cái là nó bự lắm không các bạn? Không bự hả? Cắt hoài nó bự. Vậy mình cắt sát cho nó mà cũng không bự nữa hả? Có nó vừa lú con cắt thì đang cho lấy kia đang đựng phốt á. Ờ. Chứ mình đang vậy cái này nó phốt này nó bị hưa đúng không? Có cái kéo kia cắt được không các bạn? Cái kia cắt lâu lắm quá. Ờ. Được mà lâu. Thì người ta kia cắt hoài rồi phải mua. Dạ. Này. Dạ. Mua cái là cắt mau lắm, giờ mình cắt ăn ăn cây chứ mình đâu không ăn ngày quá. Đúng rồi. Ăn ngày cũng cái tiếng cây như vậy thôi. Là 50-100 cái gì nè. Dạ. Cái cắt mà ăn ngày cũng khó lắm, giờ nắng nôi. Đúng rồi. Uống sữa thì mình làm ngày. Ừ. Uống sữa thì nó lâu. Hả? Uống sữa thì nó lâu ha. Mình phải uống sữa mà ăn bây giờ khó ăn luôn quá. Muốn kiểu người ta là cái khó. Dạ. Bắt rồi bắt cái rồi. Giờ xong ha. Muốn sửa kiểu gì rồi hả? Con này á. Dạ. Nó quay chi con? Hả? Quay lên mà bảy lên chở người ta bắt chết à. Làm gì bắt các bạn? Là hôn con cha cấm mà đi làm. Vậy hả? Cái này cấm sao? Nó vậy mà cấm gì đâu. Trời. Con thấy người ta cũng làm kỹ nhóc hết trơn không mày? Ừ, người ta đang chơi mà. Người ta đăng này là người ta nói cái cây gì nè chứ không phải cái bông trang không mày? Bông trang không mày? Ở trên mạng người ta nói cái cây khác. Người ta kêu cây này là cây gì á. Giá trị dữ lắm à. Cái kêu cây gì á. Không biết rồi đó, thì bác phải kêu cái bông trang. Thì ở đây xứ mình thì kêu bông trang. Còn xứ đâu ngoài ấy người ta kêu khác. Để nó xấu không? Ừ. Cắt rồi cái đầu nó ra nó mới lợi. Vậy mới đầu cắt rồi nó xấu đúng không? Hồi chưa cắt xấu. Dạ. Cắt vậy nó rụng bông hết trơn bác bạn. Chừng nào nó mọc lại bác bạn. Bữa nó ra lá rồi. Bác bảy cái cây này nè bác bảy giờ mình ghim xuống sống không bác bảy? Ghê vậy? Vậy mình ghim xuống đi. Mình ghim lại nhà má. Chưa là rất mềm mới được. Chuyện mưa quá bác bạn ơi. Chuyện mưa quá. Cắt giết vô. Đám cưới lắm. Mấy tháng này mà. Sao vậy? Quay dính trong đưa đi. Đưa đi nước ngoài hả? Nước ngoài thì chết rồi. Chết bắt bảy gái luôn không? Ừ. Cái gì à, hấm hấm vậy ta? Cái gì nữa, cái xe này chở ngang. Chết vậy quá. Ủa, cái xe kéo quá. Con Út không mua cắt mấy đầu rồi con? Dạ. Kéo con Út mua cắt mấy đầu rồi. Vậy đó hả? Cắt lâu dữ lắm phải không? Lâu lắm, phòng thôi luôn. Trời ơi. Chết luôn. Ổng ra kìa. Người ta kêu cắt trời mua cái này nè. Ờ. Sợ từ mình phố cá lóc lên đó. Kìa, cái này đang cắt cho nó mau chút mua nữa thôi cái kia. Cắt lâu dữ lắm mà. Cắt lâu phòng thôi luôn. Mới vô anh Phúc. Mới vua cắt chem là đầu tiên luôn ha. Có cắt cũng từ cũng có lâu lắm mà. Cái dao cao á, để nó kêu là cắt cắt một cái kéo kìa đó nó không ra cho nè. Nó mua có hơn trăm mấy ngàn hả? Nói mua trời lớn á. Trăm mấy à?
chưa cắt nông lá. Phú rồi này gãy thân vô rồi nó già đọt cả bông nữa. Ừ. Anh Phú mà cây sao làm như lá vàng vàng anh. Phải không? Anh lại đây vậy. Thiếu phần. Thiếu phần à? Có thời điểm nhiều. Giờ nó kêu cắt cắt nhưng không có ăn ngày nữa. Một cây à. Trời ơi. Có em mấy ca bắt nước cũng rồi, tại em ra đây chơi với anh đó. Còn ai đâu? Trời ơi đâu rồi. Chỉ có vậy chứ. Đang đóng á, bắt nước đúng á. Làm ở đây đẹp, đẹp quá trời mất đó luôn. Cái này vừa ngon lắm. Ừ. Chưa. Tắt rồi cũng như không dễ dễ tôi vừa bị chậm bé chậm luôn. Tắt rồi hả? Phải nghe. Cái gì bác quay? Nó bị hơ đúng không? Bị sâu xuống hả? Đó. Giờ bây giờ sổ mình cắt cho nó ấy luôn được không? Hay là mình phải buộc lên? Mình phải buộc vô vậy hả? Ổn rồi đó. Có chỗ nào tồn mấy không? Bây giờ kỹ lên. Cái đồng mới không? Nó ngon chưa? Ngon rồi. Ngon rồi đó các bạn. Thấy ổn chưa? Hồi qua bên đây đi. Cắt cái này đúng không? Con gì chết rồi đó, mình ghen nữa nha. Ừ, con gì chết á. Ừ. Ừ. Cắt mấy cây này luôn không bác bảy? Bông giấy cắt hết luôn không? Thế cái dây buộc đó hả? Phải làm đẹp lắm, chưa không? Dạ. Lâu quá không làm phải không? Thôi con làm cái đồ nữa, cái đồ trước phải sắt á. Chứ không chắc là quà phải tròn ở dưới ấy là nó chống cái chân nó vậy. Vậy đó hả? Phải vô chống cái chân này hả? Rồi giờ sao giờ bác quay? Giờ sao giờ? Giờ sao cho chống chân giờ? Cái này nó chưa chống ra ấy mà. Cái này chưa được phải không? Để nó bự nữa vậy. Đó có chừng nào đã chơi vậy mà. Bọn này chưa chơi mà. Hả? Chưa có chơi vậy mà. Chưa chơi hả? Để chừng nào thành cái kiển chơi mới mà. Cái này chưa thành cái kiển hả? Anh gọi nhưng mà nó không muốn chưa bự. Nó chưa bự phải không? Khi nào bự mình mới làm hả bác ơi? Xong chưa? Xong. Mày vớt bằng cái này. Vớt cái đó đi. Bác Bảy, con thấy người ta tẻ cây bông giấy sao mà nó ra cái hình ấy đẹp quá bác Bảy. Ra cái hả? Cái đó mấy người ngâm nó coi ra hình nó mà vừa mà với là nó phái cái kiểu đó thì nó làm. Ấy con nói là nó làm cái cây cái nó là nó sao mình cắt thường nó còn sót mấy nhánh lại đúng không? Nó lên cái cây lên vậy nó quẹo vậy quay vậy nè. Chứ không phải là hình con này con nọ. Ừ, cái con gì chết á. Chắc con gà chết hay gì đó. Đâu đây nè, bỏ đảm luôn. Bóc lên nó quắc. Cái gùi bu là có nói với đây á. Có khi nào có ổ gà trong đó không?
đâu dưới đây nè. Con gì trời. Hôm nay mới cắt nữa. Chưa. Làm thì con lấy cho này chống chân rồi mới đẹp. Cô coi có méo gì đâu, bộ lá lên. Thôi anh cắt sao mà thấy dữa ý anh thôi à. Rồi lấy cưng đi chứ. Thôi. Ủa anh nên làm gì làm à. Không ai chồng có cưng không có gì nào, anh bứng gì vẫn được sao. Anh lại gì chết à. Ủa dâm được lên nè anh. Sống không? Nè, những cây, những cây. Ôi, đủ chút chút biết nào ấy. Bứng chỗ này nè. Dầm nó sống đó. Em dầm như chậu ở đây lớn nè. Đâu có bứng chỗ này nè. Rồi, con thì chết đâu đây nè, chứ không phải bình thanh đâu, nó thúi từ đây nè. Đây nè, thúi đây nè. Rồi, thúi đây nè. Qua đây thúi bạc mạng luôn. Con thì chết ghê trời. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Mình kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.